Bằng nơi đâu à? Anh trả tiền bằng chuyển khoản. Anh chuyển khoản. Giao ngay bên kia đúng không? Đúng rồi ạ. Hay em trông anh con chó anh giao cho anh quay về anh lấy được không? Dạ vâng ạ. Được cái gì? Tại vì không có chỗ treo rồi. Đâu cắn không ạ? Không, con này hiền lắm. Thời tiết chuyển hè sang đông, ra đường không còn thấy mông với đùi, nhưng mà ở nhà mình vẫn được thấy cặp mông này anh em ạ. Cặp mông ngắn khá chất lượng. Con này nó cứ tắm cho nó mấy hôm nó lại bẩn, nó lăn lộn này anh em này. Kỉnh quá đây. Tắm cho mày thì tiền đâu mà làm ăn nữa. Với lại mình cũng cảm ơn một số bạn đã donate cho mình ít tiền để mình có thể chăm sóc cho con cò này. Nếu như anh em mà yêu mến mình hơn nữa thì vẫn có thể ủng hộ mình theo cái link để dưới nhá. Còn bây giờ thì có đi làm với anh không? Đi kiếm tiền nhá. Đi kiếm tiền không? Anh thích ở nhà. Ngoan lắm cơ. Ở nhà coi cho anh dàn máy tính. Cả phòng trọ đã giá mỗi bộ PC thôi anh em ạ. Ngon lắm anh em ạ. Chắc phải bán cậu vàng đi thôi. Nhưng mà đáng thương thế. Hình như mình thấy dạo này nó hơi gầy thì phải này. Anh em thấy nó gầy đi không? Nhà đói ăn không biết. Chủ cũng đang gầy lắm. Đi. Thực ra thì mình cũng muốn mang con Phú đi làm đó. Nhưng mà vấn đề là mình không mượn được xe nên là mình không thể mang đi được. Chứ nếu mình mà đi xe ga thì lần nào mình cũng mang nó đi đấy. Với lại là mang nó đi cũng hơi tội. Không biết nó có thích hay không nhưng mà nó cứ phải đứng trên xe suốt đi. Cũng hơi bất tiện. Hơi căng đấy, để đi mượn xe cho em đi làm nha. Ê. Sướng ngay, nghe nó đi làm là sướng ngay. Mệt quá đây, vẫn phải tắm thôi anh em ạ. Năn nộn đâu không biết. Đi ra đây tắm cho rồi đi làm. Đây cò ơi. Cò. Đây mình vừa đi lấy cái xe này về tí chở đi làm rồi. Nào. Cho một cái xúc xích đã. Nào, con. Tham đấy. Đây, có đặc biệt mới cho cò này. Mở thử này vào xem nào. Trời ơi. Từ buộc dây vào nha.
Để xem nào. Đấy. Em thấy thế nào? Hơi chật thì mà không sao, vẫn ấm. Đi làm vẫn lạnh. Em thấy thế nào? Ok không? Đây, 60 giây vào nữa. Em thấy thế nào không? Ok. Ok anh em. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục mang cậu vàng đi để chạy sale anh em ạ. Có điều hôm nay cuối tuần hơi vắng nên là mình sẽ chọn điểm bắt đầu là bến xe Giáp Bát. Rồi. Với lại thời tiết này nó hơi rét nên là mình quyết định là đầu tư cho em nó một quả áo polo. Có nhiều bạn cũng bảo là sao anh không mang mua cho cái áo ra đường nó đỡ kiểu trần trụi ấy. Thì hôm nay cũng thích hợp với lại trời lạnh nên là mình sẽ mang nó đi để kiếm tiền, vừa là chơi dạo phố nữa. Không biết cái trời bến xe thế nào đây. Ta cắm chốt luôn đây. Đấy, xuống đi. Chở không? Tệ bậy, ủi dồi ôi. Dạ. Lùi có lắm. Có 6 năm luôn này mà. Có cơm lắm. Có cái anh ấy. Dạ. Có chỗ anh rồi. Gì lắm. Con này ăn tối lắm. Con này nó nhiều. Con này chị bảo đây thì em cô con này này, mẹ cứ dẫn nó đi chơi là. Con này 10 triệu. Là nó cứ thấy chỗ nào nước là nó lao vào nó nghỉ. Vâng. Hơn 20. Thế là anh đi làm anh mang nó theo luôn. Vâng. Cuối tuần cho chạy thêm. Con ở nhà mình nó thử ký cho nó đi theo luôn. Anh giật đau em được không? Ờ. Đó là này. Vâng, được rồi. Cắn là gì vậy? Cắn bố kết ạ. Nào. Đây. Trời. Rồi đó. Thảm đấy. Này, nó mà cái lúc nó... Chưa ăn một cái gì đã ăn rồi. Hôm nay em mới được tắm mất mấy trăm. Nhưng mà mang đi tắm phải mất mấy trăm. Tự tắm ở nhà nhá. 2000 years later. Đợi bến xe giờ này sai lầm anh em ạ. Cái giờ này thì người ta bắt xe về quê thôi. Còn lên thì hơi ít. Nên là chắc mình sẽ di chuyển. Đứng khá lâu đây rồi. Ôi giời ơi. Cuộc sống là không chờ đợi ai đâu gì. Đâu rồi em ơi? Rồi đi chuyển thôi. Mình có đơn hàng đầu tiên ở trong Định Công này anh em ạ. Một đơn giao ứng tiền. Không biết là hàng gì đây. Đúng rồi. Trừ tiền ship cho em không? 965 trừ ship. 965 trừ ship. Còn 932. Thì nhà không ai trông à, phải đi theo. Nay cuối tuần mọi người đi chơi rồi. Anh chuyển khoản được không? Cho này thì anh để nó ở
cho đi bộ. Anh ra mới điểm. Ừ. Sao ra mới? Cho cốp xe được không? Rồi, có. Nào. Nope. Sụp. Để nó dọn. Sụp. Đi, giỏi ơi. Vừa tắm xong. Vâng. Đem cầm anh đấy. Anh chuyển lên nhận được chưa? Ôm về rồi, ở đây thôi. Nào có đi đâu có. Đi đi lên. Rồi thằng này đi. Đấy. Nope. Đi lên. Mình đi mất giờ. Không xuống được nữa. Nào sang đây. Đến rồi không biết xuống thằng này. Đi. Đây đây đây. Ok em nha. À đánh nhau à. Đánh nhau ấy. Ok đi trẻ thôi. Đơn hàng đầu tiên ứng gần một củ của anh em ạ, hẳn như là lọc vậy. Cái khu này nó ở chỗ khu đô thị mới xây ở Nguyễn Xiển Sa La này. Z300. Vâng, à, chuyển khoản cho em gì ạ? Ừ, ngân hàng Việt Tin gì nhá. 106. Vâng, 0056. 90932. Vâng, hết rồi. Xuân Thịnh. Vâng. Đến đi xem bên này có cháu không? Con, đi lùi xem. 9 bao nhiêu nhỉ? 965 gì ạ? Đầu to chân ngắn, nghe gì chưa? Không phải con gì, cô ghi. Vâng. Bao nhiêu năm trước thì vừa có con đang đứng ở đây này. Tẩy xuống cái gãy luôn chân. Này nó không lấy được đúng không? Vâng, chân nó ngắn. À, em được rồi chị ạ. Vâng, em cảm ơn nhé. Ok, trong lần đầu tiên mình được 33.000. Cái khu này khu dân cư nên mình không dám thả ra nó đái bậy cái thứ là chết anh em ạ. Lỡ ngỡ bị phạt tiền đấy. Nên là mình sẽ chỉ để nó ở trên xe thôi. Wow. Thì nào mới có cơ hội để ở đây gì? Đây là thiên đàng của mấy người có tiền đó. Nếu mày có tiền mày sẽ được như tụi nó, ăn sung mặc sướng, đi xe đẹp, có gái đẹp, có đủ thứ. Chắc ở đây người ta thuê toàn để làm văn phòng thôi. Chứ ở thì cũng ít. Chó này à? Vâng. Chị chả thích.
Bánh giò gì? Bánh hết. Ồ, có 3 cái thôi. Đâu 5 cái. Hoặc ở chỗ B3 Victoria Văn Phú mặt sau ấy, là cái ngõ 67 đấy. Cái này ứng bao tiền chị? Ứng chị 50. Đến kia là thu bao nhiêu ạ? 65. Nay ngày nghỉ không ai ở nhà nên là có bao nhiêu. Vâng. Chân nó ngắm không nhỉ? À, giống này thế đấy. Ok chị nha. Hello. Đợi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới có đơn anh em ạ. Hôm nay là cuối tuần với lại là nó hơi lạnh nên là người ta không qua đường mấy. Mà giao hàng thì giờ cạnh tranh nó nhiều ấy. Nên là mãi có chuyến giao hàng thứ hai. Dự là sẽ đói rồi. Mà tối mình phải về sớm đi đá bóng nữa. 7 giờ đá. Giờ là 5 giờ rồi. Chắc chỉ chạy được vài đơn nữa thôi. Rồi giao đơn này đã. Con bò rồi. Bánh giò đúng không? Bánh đường. Số 5.000 đúng không anh? Vâng. Đơn này khá là nhanh, 15.000. 5 chiếc bánh giò. Này, chia. Chia tiền à? Ok. Mới có 5 giờ mà trời tối mù anh em ạ. Đúng là thời tiết này. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng. Ngày tháng 10 chưa kịp chạy xe đã tối rồi. Chắc ông tìm mẹ ám hồn. Có mấy bọc cái gì? Cái này em phải ứng bao tiền chị? 465. Còn đâu thu ship của bên kia? Có phải trả lại? Có chị ạ. Vâng. Em có 15.000 là chị giả em 50 nữa. Vâng. Được, ok. Vâng, ok. Dạ. Vâng. Em đi chị nha. Thôi không cần đâu chị ạ. Ok. Chị bảo là có cần hủy đơn đâu để chị đi. Để mình mất phí. Nhưng mà thôi nha bạn. Đã là bao đâu. Chị áp này ôm cho thì quá tội. Cái đơn này giao về Trần Duy Hưng được khoảng 40 mấy nghìn vậy bà. We'll be right back.
ok. Cái đơn này mình giao ở Vincom Center này. Giờ đây mới khoai này, không biết khách hàng đâu. Bấy đồ đúng không? Ủa sao mình đúng không? Lấy cho chị Nga ấy. Đúng rồi. Nhưng mà bao tiền nhỉ? Của bạn là 510.000. Ok, xin cảm ơn nhé. Xin gửi. Di chuyển, di chuyển. Đơn này được cả 45.000 anh em ạ. Trời khá là lạnh rồi đấy. Chắc là chạy 1-2 chuyến nữa thôi. Ở cuối tuần thì chủ yếu toàn giao hàng thôi. Nên là anh em mà có chạy thì cũng nên chú ý cái đấy nhá. Nãy giờ mình chưa được một chuyến bay nào cả. Chắc là giờ vào khu trong đây xem nào. Xem trận bóng tiện thể cho con chó đứng tạm đây cho đỡ mỏi chân đi nhá. Dạ. Vâng. Nay chạy ổn không anh? Nay chạy ổn không ạ? Mấy nghìn cho hàng phẩm mấy điểm anh nhỉ? Thế à? Nại tè trời. Chán chưa? Hả? Chán chưa? Này có quả áo sexy này đi. Mày sắp tè khắp cái Hà Nội rồi đấy. Cả Hà Nội này có cái chiến nhỏ. Cookie. Bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. 3 năm. Nào. Bye bye. Gấu nha. Thôi. Khá là máu chiến. Thôi em ơi, còn nước đá nữa mà đá ấy. Đi bạn ơi. Mày lên xe đi. Lên xe đứng đây. Rồi, thôi đứng đây. Chó à? Thôi, nghỉ ngơi một tí nhá. Có chuyến xe về thì về. Tối nay chết đói rồi. Chán quá, này rét nên là khách không đi mấy. A few moments later. 6:30 anh em ạ. Đứng đây đúng nửa tiếng đồng hồ. Không một chuyến xe nào luôn. 3 tiếng đồng hồ chạy được 6 xịch. Mà quan trọng hơn là không phải là kiếm tiền, mà chủ yếu là mang con cốc vàng đi dạo thôi. Còn giờ chắc là mình sẽ rong bộ về. À quên, đi đông về, nếu có chuyến xe thì mình sẽ tiếp tục chạy, còn không thì mình sẽ về luôn anh em nha. Bằng nơi đồ à? Hàng gì đây? Đó. Hàng gì đây? Hàng... đồ ăn là hay gì đây? Đồ ăn ạ. Giao ngay gần bên kia đúng không? Đúng rồi ạ. Em có bận gì không? Dạ, em đang chạy
chạy bàn ấy ạ. Chạy bàn á? Vâng ạ. Anh trả tiền bán chuyển khoản ạ. Anh chuyển khoản. Giao ngay bên kia đúng không? Hay em trông anh con chó anh giao anh quay về anh lấy được không? Nope. Được cái gì? Tại vì không có chỗ treo rồi. Thông minh lắm. Không, con này hiền lắm. À. Nhiều đồ gớm nhỉ. Giao 29T1 ngay gần đây còn gì đúng không? Rồi ạ. Nó ở đâu nhỉ? Em phải dắt dắt đây vòng được mà. Thầy đáo đẹp. Tôi này 30 tuổi chưa gặp trường hợp nào như này luôn. Cái đơn này ngay gần đây anh em ạ. Khoảng 200m thôi. Nên là mình có thể nhờ bạn ấy trông hộ được. Chắc chắn rồi. Với kinh nghiệm 20 năm chạy shipper thì mình có thể khẳng định là anh này lấy cái đống hàng của mình. Chào em. Ra hàng đây à? Anh lấy đồ đúng không? Ừ. Đơn của anh là 1.528.000 đúng không? Bao nhiêu? 1.528.000 ạ. 1.28.000. 1.528.000 ạ. 528. Vâng. Cảm ơn nhá. Nắm tiền đấy. Anh đi luôn đây. Về đây có chó anh em ạ, không lại mất nó cả chỉ đã chài chết. Đây rồi. Em trả lại. Đợi có lo không? Anh cảm ơn nha. Em vẫn làm đây à? Dạ vâng ạ. Mai đi ship qua anh mua cốc trà sữa nhá, được không? Ok. Thôi đi về thôi anh em ạ. Thì chắc là sẽ hẹn mọi người ở cái series lần sau. Mọi người có yêu mến mình cũng như là yêu mến cu cò này thì có thể cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ nhá. Và bạn nào có điều kiện thì có thể ủng hộ mình cái xúc xích chẳng hạn. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye mọi người đi. Có rồi, có. Có. Có rồi. Có. Take it in real life like haiku. I know it.